nên là tối ngày qua là tạm thời là chúng tôi photo như vậy là cho mỗi viên mỗi bộ chúng ta có tài liệu và thực hành trong buổi sáng ngày hôm nay đấy. Một cái nội dung thứ ba trong cái chương trình giáo dục an toàn giao thông cho người đại thơ đó là tổ chức cái giao lưu an toàn giao thông cho người đại thơ năm học 2020-2021. Và đây cũng là một trong nội dung quan trọng trong ba đường nội dung của năm 2030. Thế thì ngay hôm chúng tôi đã chuyển toàn bộ cái nội dung cuộc thi giao lưu an toàn giao thông này để các thầy cô chuyên viên đã phòng giáo dục đào tạo ở cái nội dung này chúng tôi xin trả lời thêm là có hai cái là đối tượng tham gia giao lưu là giáo viên học sinh là ba năm và giáo viên, và chúng ta sẽ có hai hình thức. Khi mà một